thực hiện một nghi lễ gì hay không? Thì xin thưa là không. Nhưng mà thông thường á, khi mà trước khi bắt đầu vào cái thời khóa hành thiền, và không riêng gì cái chuyện mà bước vào cái việc hành thiền, khi chúng ta đi vào một cái nơi thì chúng ta ngồi thiền, thường thì vị đó sẽ làm một chuyện, đó là gì? Đó là đảnh lễ Đức Thế Tôn, có nghĩa là lạy Phật ba lạy, và sau đó vị đó bắt đầu hành thiền. Ngoài ra thì không có một cái nghi lễ nào, ví dụ như là tụng một cái bài chú nào hoặc là làm một cái gì đó đặc biệt thì không có. Thưa sư, vì sao trong kinh chỉ nhắc đến ngài Sariputta nhiều mà không có ngài Moggallana? Cái vấn đề đó là do quý vị đánh vần sai, gõ chữ sai, thành ra quý vị không tìm thấy, chứ không phải là không có cái bài kinh nào mà nhắc về ngài Mục Kiền Liên hay Moggallana. À, tên như thế này. Đây, quý vị thấy. Sở dĩ mà sư bỏ cái đuôi chữ cuối đó là do Bali đó là cái từ có biến đuôi, thành ra có nơi á, không có gọi ngài là Moggallana mà gọi là, ví dụ như là gọi là Moggallano, thì cũng là ngài đó chứ không phải khác đâu ha. Thì quý vị thấy nè, đây tạng luật có 55 chỗ, trường bộ 3 chỗ, trung trung bộ 38 chỗ, tương ưng 110 chỗ, tăng chi 79 chỗ. Quý vị nghĩ làm sao mà quý vị nói là ít hả? Nghĩ sao nói ít? Chưa tìm xong. Đây nè, là tiểu bộ 75 chỗ đấy, thì nghĩ làm sao mà kêu là ít đó. Rồi thì đó là những cái câu hỏi mà quý vị đã gửi từ trước, và xin thưa là ngày hôm nay thì cái cơ hàm nó cũng rất là mỏi rồi, nói nhiều quá nó mỏi rồi. Thành ra cái hôm nào mà sư có cái thời mà giảng, sư rất ngại lên tụng kinh, tại vì tụng kinh mà tụng ê a hết cả tiếng đồng hồ rồi sao lại phải xuống xuống nữa, có khi không có đủ hơi đó, cái hơi không có đủ. Thành ra là thôi, cái buổi vấn đáp ngày hôm nay đến đây là hết ha.